Thưa quý vị, chưa đầy một tuần sau khi ra mắt tại Mỹ thì Samsung đã chính thức giới thiệu đến người dùng Việt Nam dòng sản phẩm Galaxy Note 10, Note 10 cộng với những nâng cấp đáng kể trong thiết kế và cấu hình. Sản phẩm sẽ được lên kệ vào ngày 23 tháng 8 với mức giá lần lượt là 22,99 triệu đồng cho bản Note 10 và 26,99 triệu đồng cho bản Note 10 cộng. Một sở thị cặp đôi đáng chú ý này kèm những cảm nhận đầu tiên của người dùng trong nước sẽ là nội dung chính của Hashtag 247 ngày hôm nay. Khác với những năm trước, dòng Note lần này được Samsung cho ra mắt đến hai phiên bản là Note 10 và Note 10 cộng với hai kích thước khác nhau để người dùng có thêm lựa chọn. Cả hai đều được thiết kế cải tiến về mặt ngoại hình, nhẹ hơn để cầm trên tay thao tác được thoải mái hơn. Đặc biệt năm nay thì trên chiếc Note này là lần đầu tiên có tới hai phiên bản, một phiên bản là 6.3 inch là Note thường và một cái Note Plus là 6.8 inch. Cái này thì nó tạo cảm giác, nó tạo cho người ta là giải quyết được vấn đề là những người mà thích trải nghiệm những cái tính năng của Note mà ngại về cái kích thước của nó quá lớn. Một tính năng khác biệt trên dòng Note so với các sản phẩm khác là bút S Pen cũng được cải tiến mạnh mẽ, trong đó là tính năng nhận biết chữ viết tay và chuyển chữ viết tay thành văn bản một cách nhanh chóng. Bút S Pen của Note 10 còn cho phép người dùng có thể điều khiển camera trước sau, đổi chế độ chụp và zoom in out chỉ với vài thao tác vẽ bút từ xa. Ấn tượng nhất là những cái tính năng của cái bút S Pen, tại vì là S Pen lần này có cái sự thay đổi khá là lớn và nó đặc biệt so với cả những cái dòng Note trước đây. Ở trên Note 9 thì cũng có một cái số cái nâng cấp về cái việc là điều khiển bằng nút bấm, nhưng mà ở trên S Pen này thì cái việc điều khiển bằng cử chỉ nó là một cái bước mình coi là bước đột phá khá lớn. Thiết kế ở mặt lưng có sự thay đổi so với thiết kế trước đó. Cụm camera được đặt dọc thay vì đặt ngang như trước. Camera của Galaxy Note 10 có một số tính năng mới như quay video xóa phông, định hướng âm thanh để tập trung vào một đối tượng khi quay phim. Thêm một thông tin mới là DxO Mark vừa đánh giá camera của Galaxy Note 10 cộng đạt 113 điểm và là chiếc smartphone tốt nhất ở thời điểm hiện tại. Chức năng xóa phông ở phần quay camera hiện tại thì các blogger Việt Nam rất là thích thú với cái tính năng đó, là nó có thể tách một lớp nền cho mình nổi bật hơn trên cái log của mình. Note 10 và Note 10 cộng, thị trường Việt Nam sẽ có hai phiên bản màu sắc chung là ánh cực quang và đen bóng. Riêng Galaxy Note 10 sẽ có thêm màu hồng ruby và Galaxy Note 10 cộng sẽ có thêm màu trắng. Theo công bố, Galaxy Note 10 và Note 10 cộng sẽ chính thức mở bán tại các cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc từ ngày 23 tháng 8 với mức giá lần lượt 22,9 triệu đồng và 26,9 triệu đồng, thấp hơn so với mức giá dự kiến.